Và các bạn đến với chương trình học học ca hai phần năm, chúng ta sẽ nói về cái phần mà chúng ta sẽ đi cái phần 12 khuôn các bạn ha. Khuôn ví dụ ta đánh ta mấy cách đánh như vậy, như ca ha, ta đánh ba cách kia các bạn đã về này ha. Cách thứ nhất các bạn, cách thứ nhì ta đánh nhảy. Nhấn lên. Rồi, chúng ta được điện. Đó là chúng ta đánh cái kiểu lưu ra các bạn. Ví dụ cái nào cũng 12 khuôn cho em. Ba là 3 kiểu đánh. Khi gọi là 12 khuôn ta thấy là có 12 khuôn là vậy các bạn. Thì ta đánh học âm đô đây, ta ghi ra thì ghi là đô là 4 lần. Qua pha 4 lần, lên đô 1 lần, lên son 1 lần. Ta lên pha 1 lần, trở lên đô 1 lần là 12 lần ha. Ta đánh là đô 4 lần, pha 4 lần là 8 khuôn, trở lên đô 1 lần là 9, lên son lại 1 lần là 10, qua pha 1 lần và trở lên đô là 12 khuôn. Ta đánh thử các bạn ha. Nó chạy đủ gam cho nó hay các bạn ha. Đó là cái lá đánh 12 khuôn. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị để minh họa hai cái bài nhạc các bạn. Bài Con bé giữa hờn và cái bài Kim, các bạn xin cảm ơn các bạn.